Nội thất Gia Phát từ một đơn vị thi công thiết kế nội thất uy tín đã thành lập Gia Phát Valencasa với những bước phát triển mạnh mẽ, vững chãi trong suốt 13 năm qua. Đến với showroom Gia Phát Valencasa ở địa chỉ 101 Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi các sản phẩm nhập khẩu mang thương hiệu Valencasa của Ý. Với các chất liệu gỗ cao cấp như ốc chó, sồi Mỹ kết hợp với da tự nhiên và các sản phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại lịch lãm của Ý. Các sản phẩm nội thất của Gia Phát Valencasa là gỗ cao cấp với giá trị đặc biệt như độ cứng, có độ bền cao ngay cả trong điều kiện dễ hư mục, có gam màu được yêu thích trên thế giới. Nhưng điều đặc biệt hơn chỉ riêng có ở nội thất Gia Phát đó là sự kết hợp đầy mới lạ giữa gỗ và da cao cấp. Các sản phẩm này được đánh giá là rất phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, chắc chắn có độ bền cao và có gam màu được yêu thích trên thế giới cũng như cảm quan thẩm mỹ của các gia đình Việt. Bên cạnh đó là các thiết kế tiện nghi được nghiên cứu dựa trên lối sống của các gia đình hiện đại, đồng thời mang sự sáng tạo mới lạ hấp dẫn cho không gian sống. Ngoài ra, Gia Phát Valencasa cũng phát triển những mẫu mã độc quyền, thiết kế và đưa ra những giải pháp hiệu quả thiết thực cho từng gia chủ trên cơ sở chất liệu cao cấp và thiết kế thông minh mới lạ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng, cảm nhận và sở hữu những mẫu đèn thả trần, đèn chùm tuyệt đẹp làm sang trọng và tỏa sáng cho ngôi nhà của bạn. Đó là những mẫu đèn có nhiều phong cách khác nhau, cổ điển hay hiện đại, bề thế hay thanh thoát, biến không gian nội thất mang phong cách thời trang thực thụ, mang lại cảm giác thanh khiết tươi mới cho không gian sống của bạn. Đánh dấu bước sang một tuổi mới cũng như phục vụ cho mùa cưới và mùa mua sắm cuối năm, nội thất Gia Phát Valencasa tiếp tục đưa ra những mẫu thiết kế mới, tiện ích hơn, hấp dẫn hơn. Ở đây, các cặp uyên ương có thể lựa chọn cho mình những mẫu giường tủ, nội thất phòng ngủ, phòng ăn, v.v. kết hợp giữa gỗ và da cao cấp. Các gia đình cũng có thể sắm sửa khi tân gia. Thì hôm nay cô chị cũng là một đối tác của bên công ty Gia Phát. Thì hôm nay được bản Vinh bên công ty Gia Phát mời sang đây để tham quan showroom. Thì cảm nghĩ của chị là khá ấn tượng. Không gian có rộng, đẹp và sang trọng. Nói chung chị thấy rất là đẹp. Chị thì chị cũng mới làm việc với Gia Phát thôi. Nhưng mà cũng thấy rằng là các bạn ấy làm việc khá uy tín. Các đơn hàng của các bạn ấy thực hiện nói chung là cái chất lượng là chị hài lòng, vì bên bạn ấy đã làm cho bên chị một cái showroom rồi và hiện nay chị đang yêu cầu bên bạn ấy thực hiện cho bên chị một cái showroom nữa. Có thể nói trong xu thế phát triển của xã hội, các gia đình ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống. Gia đình không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nơi thư giãn, thưởng thức và tái tạo sức lao động. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn những sản phẩm chất lượng, lắng nghe những tư vấn của các chuyên gia, thì tình yêu đối với không gian sống đó mới chính là bí quyết để mỗi người luôn cảm thấy yêu thương, ấm áp và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa ở mái ấm gia đình.